Xin kính chào quý vị khán giả. Như Huỳnh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chiều 28 tháng 12, giá vàng đột ngột giảm mạnh, chênh lệch mua bán cao nhất lên tới 5,5 triệu đồng một lượng. Nhiều nhà đầu tư dừng mọi hoạt động giao dịch để tránh rủi ro. Anh Trần Văn Minh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ, thấy giá vàng đang vào đà tăng mạnh nên thời điểm giá đang rất cao ở mức 77 triệu đồng một lượng, anh vẫn quyết định mua vào. Kỳ vọng giá tăng tiếp sẽ bán chốt lời. Quả thật, anh Minh đã có lúc lãi mạnh khi giá vàng vọt lên đỉnh cao nhất hơn 80 triệu đồng giá bán. Nếu bán ra lúc đó, anh sẽ được hưởng giá mua thời điểm đó của các cửa hàng là khoảng 79 triệu đồng một lượng, lãi tới 2 triệu đồng một lượng. Mặc dù vậy, anh vẫn cố giữ vì thấy giá thế giới đang trong xu hướng lên, khả năng tăng của giá vàng trong nước vẫn còn. Kể cả giá có giảm thì cũng không thể quay đầu nhanh từ mốc cao 80,3 triệu đồng một lượng được. Khoảng cách với giá mà tôi mua khá an toàn nên tôi nghĩ khi nào có dấu hiệu đảo chiều thì bán sau cũng không muộn, anh Minh nói. Tuy nhiên, điều anh Minh lo lắng đã xảy ra. Đến đầu giờ chiều 28 tháng 12, giá vàng đột ngột giảm. Nắm được thông tin, anh Minh nhanh chóng mang vàng đi bán, hy vọng vẫn chốt được lời. Nhưng anh Minh không thể ngờ là không chỉ lao dốc, giá mua bán vàng còn bị nới rộng ra đến mốc kỷ lục, chênh nhau từ 4 đến 5,5 triệu đồng một lượng. Điều này khiến những ai mua bán vàng lúc này chỉ có thể ôm lỗ nặng. Và tất nhiên, tôi không dạ gì thoát hàng lúc này, đành chờ thị trường ổn định mới tính tiếp. Anh Minh buồn bã nói khi lướt sóng vàng không thành công. Không chỉ anh Minh mà rất nhiều người mạo hiểm đu đỉnh giá vàng trước đó đã lỗ nặng vì giá không chỉ giảm quá nhanh mà khoảng cách chênh lệch mua bán cũng quá lớn, khiến nhiều tính toán trước đó bị chệch hướng. Tôi không bao giờ nghĩ khoảng cách mua bán có thể lên tới vài triệu đồng một lượng, nên giờ trở tay không kịp, chị Nguyễn Thị Loan, Hà Đông, Hà Nội nói. Chị mua vàng lúc 77 triệu đồng một lượng, bây giờ nếu bán ra, chị chỉ được hưởng giá 74,5 triệu đồng một lượng. Như vậy, mỗi lượng vàng chị lỗ tới 2,5 triệu đồng. Giá vàng chiều 28 tháng 12 đã liên tiếp giảm sốc, có lúc giảm tới 4 triệu đồng một lượng so với giá cao nhất buổi sáng và chênh lệch giữa mua và bán lên tới 5,5 triệu đồng một lượng. Đây là mức chênh lệch chưa từng có từ trước đến nay. Đến cuối giờ chiều, giá vàng hồi phục đôi chút nhưng vẫn giữ mức chênh lệch rất cao. Cụ thể, chốt ngày 28 tháng 12, giá vàng được SJC niêm yết ở mức 74,5 đến 77,5 triệu đồng một lượng. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán là 3 triệu đồng một lượng. Các chuyên gia cho rằng, thông thường, chênh lệch giá mua bán vàng từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng một lượng là bình thường. Khi tăng lên cao hơn mức đó thì khách hàng sẽ đối diện với nhiều rủi ro là mua đắt nhưng bán rẻ. Trên thế giới, khoảng cách mua vào bán ra khi giao dịch vàng trên sàn chỉ là 1 đô la Mỹ, tương đương hơn 23.000 đồng. Tại Việt Nam, hiện vẫn chưa có sàn giao dịch vàng, vì thế giá mua bán cùng khoảng cách chênh lệch đều do từng đơn vị kinh doanh vàng điều chỉnh. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nói, chênh lệch quá cao có nghĩa các đơn vị kinh doanh vàng đang đẩy rủi ro cho người mua vàng. Khi nhà đầu tư quyết định mua vàng sẽ phải mua với giá cao, nhưng khi bán lại cho các đơn vị này lại phải giao dịch với giá thấp. Giá vàng giảm đột ngột ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại công điện số 1426 về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Công điện nêu, thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng. Chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với biến động của giá vàng thế giới và trong nước để sẵn sàng các biện pháp xử lý, sử dụng các công cụ theo thẩm quyền phù hợp, hiệu quả, kịp thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, dứt khoát không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia, chỉ đạo của Thủ tướng tới Ngân hàng Nhà nước. Thủ tướng cũng lưu ý việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật, nhất là các hành vi buôn lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, lợi dụng chính sách để giá của các tổ chức cá nhân gây mất ổn định, an toàn thị trường vàng. Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước cũng phát đi thông báo về việc quản lý thị trường vàng. Cơ quan này cho biết sẽ trình báo cáo tổng kết Nghị định 24, trong đó có đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước nhận định, thị trường vàng miếng SJC thời gian qua nhìn chung không biến động bất thường, không có hiện tượng người dân đổ xô đi mua vàng khi giá vàng tăng cao như giai đoạn trước đây. Nguyên nhân khiến giá vàng miếng SJC trong nước tăng mạnh trong những ngày qua chủ yếu do yếu tố tâm lý trước đà tăng liên tục của giá vàng quốc tế. Do vậy, trong những ngày giá vàng quốc tế biến động tăng mạnh, giá vàng miếng SJC trong nước thường tăng với tốc độ nhanh hơn.
Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường vàng, chuẩn bị sẵn sàng để triển khai phương án can thiệp bình ổn thị trường vàng. Trước diễn biến phức tạp khó lường của thị trường vàng quốc tế và trong nước, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân nên thận trọng trong giao dịch vàng. Giá vàng miếng SJC đầu giờ chiều nay 28 tháng 12 bất ngờ giảm mạnh 5,3 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 3,8 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, xuống còn 73 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 76 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Sau khi Thủ tướng ra công điện yêu cầu điều hành giá sát thế giới, cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Lúc 15:50, mỗi lượng vàng miếng được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết 74,5 đến 77 triệu đồng một lượng, tăng 1,5 triệu đồng so với 2 tiếng trước. Tuy nhiên, chênh lệch mua bán vẫn giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng. Tại Doji, giá cũng đảo chiều tăng nhanh, song chênh lệch mua bán nới rộng lên 5,5 triệu đồng một lượng. Chiều mua vào hiện là 72 triệu đồng, còn bán ra là 77,5 triệu đồng. Giá vàng miếng tăng trong khi thế giới là giảm chục đô la Mỹ về 2.077 đô la Mỹ. Sau nhiều đợt điều chỉnh mạnh trong ngày, giá vàng miếng SJC đã thu hẹp khoảng cách với thế giới về hơn 16 triệu đồng một lượng. Trước đó, giá vàng SJC đã trải qua thời gian ngắn rơi tự do. Lúc 13:45, SJC bất ngờ điều chỉnh giá về 74 đến 77 triệu đồng một lượng. Doji cũng giảm xuống 74 đến 77 triệu đồng mỗi lượng. Mức giá này giảm gần 3 triệu đồng so với đầu giờ sáng, mức điều chỉnh mạnh chưa từng có. Chênh lệch mua bán cũng được nới rộng lên 3 triệu đồng, gấp đôi so với ngày hôm qua. Động thái này thường được các doanh nghiệp vàng áp dụng khi giá biến động mạnh nhằm hạn chế rủi ro. Khoảng 14:30, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC điều chỉnh giá vàng giảm thêm 1 triệu so với trước đó nửa tiếng, về 73 triệu mua vào và 76 triệu đồng bán ra. Doji cũng giảm giá bán ra xuống 76 triệu đồng, nhưng giá mua vào chỉ còn 72 triệu đồng, biên độ mua bán nới rộng lên 4 triệu đồng. Khác với sự nhảy múa của vàng miếng, giá vàng nhẫn và nữ trang chiều nay vẫn ổn định ở khoảng 63 đến 64 triệu đồng mỗi lượng, không biến động so với những ngày gần đây. Biên độ mua bán với loại sản phẩm này giữ ở ngưỡng dưới 1 triệu đồng. Giá vàng trong nước rơi mạnh sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính cuối ngày 27 tháng 12 đã gửi công điện tới Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành về giải pháp quản lý thị trường vàng, trong đó yêu cầu điều hành giá vàng trong nước theo thị trường, không để vênh cao với quốc tế. Công điện nêu rõ, trong thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội. Để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với biến động của giá vàng thế giới và trong nước để sẵn sàng các biện pháp xử lý, sử dụng các công cụ theo thẩm quyền phù hợp, hiệu quả, kịp thời, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, dứt khoát không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia. Bên cạnh đó, khẩn trương có giải pháp hiệu quả để quản lý, điều hành giá vàng miếng trong nước theo nguyên tắc thị trường, không để tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao như thời gian qua, ảnh hưởng tiêu cực đến điều hành kinh tế vĩ mô, báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 1 năm 2024. Chính phủ cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường, kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập để xử lý chủ động, tích cực, hiệu quả theo thẩm quyền và báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, đề xuất cấp thẩm quyền biện pháp xử lý phù hợp, đúng quy định. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để cập nhật nhiều tin tức về kinh tế tài chính bất động sản bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.